Bài thứ 11. Tội lỗi. Tội lỗi là người hành quyết Thiên Chúa, là kẻ ám sát linh hồn. Nó kéo chúng ta ra khỏi thiên đàng và ném chúng ta vào hỏa ngục. Thật khó hiểu và điên rồ thay vì chúng ta lại thích điều đó. Nếu suy gẫm cho kỹ về tội lỗi, bảo đảm không ai trong chúng ta dám phạm tội vì quá sợ hãi. Thiên Chúa muốn cho chúng ta được hạnh phúc, đó là điều chắc chắn. Người ban tặng cho chúng ta thánh luật của Người cũng không ngoài mục đích đó. Lệ luật Chúa thật tuyệt vời cao cả. Vua David nói Ngài đã tìm thấy sự vui thú trong lệ luật Chúa, và nó quý giá hơn cả vàng bạc châu báu. Ngài bước đi trong tự do vững vàng bởi vì Ngài luôn tìm kiếm thánh ý Chúa. Thiên Chúa muốn chúng ta được hạnh phúc, nhưng chúng ta lại không muốn như vậy. Chúng ta quay lưng lại với Người và tự hiến mình cho ma quỷ. Chúng ta muốn trốn tránh người bạn tốt lành và chạy theo tên sát thủ chính mình. Chúng ta phạm tội, dìm mình trong đống bùn nhơ. Một khi đã dìm mình trong đống bùn nhơ này, chúng ta không còn biết thoát ra bằng cách nào nữa. Nếu tài sản của chúng ta ở trong trường hợp này, chắc hẳn chúng ta đã nhanh chóng tìm ra phương thế để thoát ra cảnh khó khăn. Nhưng bởi vì nó chỉ liên quan đến linh hồn, nên chúng ta chỉ biết dừng chân một chỗ. Chúng ta đi xưng tội bởi vì áy náy lương tâm và hổ thẹn với lòng mình. Nhưng thường chúng ta chỉ tự trách mình một cách qua loa, chứ không thật lòng ăn năn ghét tội và không có lòng dứt khoát tự bỏ tội lỗi. Người ta nói rằng nhiều người đi xưng tội nhưng chỉ ít người thay đổi. Kẻ tin chắc điều đó bởi vì rất ít người xưng tội trong nước mắt ăn năn. Trái lại, hầu như người ta không có phản ứng gì cả. Nếu nói về người đi làm ngày Chủ nhật, với người đi khiêu vũ, với người đi quán rượu, bạn có biết bạn đang làm gì không? Bạn đang đóng đinh Chúa đó. Chắc chắn họ sẽ hết sức ngạc nhiên vì họ chẳng bao giờ nghĩ như vậy cả. Nếu chúng ta năng suy gẫm về tội lỗi, chúng ta sẽ hiểu rõ với sự sợ hãi và khó lòng dám phạm tội nữa. Thiên Chúa đã làm gì ngoại trừ cứu chúng ta ra khỏi hỏa ngục, mà sao chúng ta lại làm cho người đau lòng và giết chết người một lần nữa vậy? Phải khi tất cả các tội nhân lúc sắp phạm tội mà nhớ lại lời Chúa Giêsu nói với Thánh Phêrô rằng: ta sẽ đi đến chỗ mà con sắp đi để chịu chết một lần nữa. May ra điều đó sẽ làm cho họ suy nghĩ và thay đổi. Các thánh hiểu rõ sự khủng khiếp của tội lỗi xúc phạm đến Chúa như thế nào, nên có nhiều thánh đã sống trọn cuộc đời trong khóc lóc ăn năn vì những tội mình đã phạm. Thánh Phêrô đã khóc hết cuộc đời, khóc cho đến khi Ngài chết. Thánh Bernard thường hay nói rằng: lạy Chúa, chính con đã đóng đinh Chúa trên thập giá. Qua tội lỗi, chúng ta khinh thường Chúa, chúng ta đóng đinh Chúa. Thật khốn cho chúng ta nếu để mất linh hồn mình. Linh hồn đã được trả giá bằng nhiều đau khổ và cái chết của Chúa Giêsu. Thiên Chúa đã gây hại gì cho chúng ta đến nỗi chúng ta đối xử thiệt là tệ bạc với người như vậy?
Phải chi những linh hồn trong hỏa ngục được trở về thế giới này? Phải chi họ thế chỗ của chúng ta bây giờ? Ôi, chúng ta thật ngu dại biết bao. Thiên Chúa mời gọi chúng ta đến với Người, nhưng chúng ta lại muốn chạy trốn. Người muốn chúng ta hạnh phúc, nhưng chúng ta lại dâng mình cho ma quỷ. Chúng ta phung phí hết thời giờ mà Thiên Chúa đã ban cho để lo cho phần rỗi mình. Chúng ta chống đối Thiên Chúa bằng những phương tiện Người ban cho chúng ta để phục vụ Người. Khi chúng ta xúc phạm đến Thiên Chúa, nếu nhìn lên thánh giá, chúng ta sẽ nghe Chúa Giê-xu nói với chúng ta trong nơi sâu thẳm của linh hồn rằng: cả con nữa, con cũng đứng về phe kẻ thù của cha sao? Con muốn đóng đinh cha một lần nữa sao? Hãy để mắt lên Chúa Giê-xu bị treo trên thánh giá và nói với mình: đó là cái giá mà Chúa cứu thế phải trả để hàn gắn những thương tích tội lỗi tôi đã gây ra cho Thiên Chúa. Một Thiên Chúa hạ mình xuống thế, trở thành nạn nhân của tội lỗi. Một Thiên Chúa đau khổ. Một Thiên Chúa chết nhục nhã. Một Thiên Chúa gánh chịu mọi khổ hình, bởi vì Người muốn gánh lấy tội lỗi chúng ta. Quỳ dưới chân thánh giá, chúng ta hãy học cho biết sự độc ác và tai hại của tội lỗi, để có thể dục lòng ăn năn ghét tội cho thật lòng. Hãy lắng động tâm hồn, hãy tìm cho ra những gì chúng ta có thể thực hiện để cải thiện đời sống. Thiên Chúa sẽ hỏi chúng ta lúc giờ chết rằng: tại sao ngươi xúc phạm đến ta là người đã yêu thương ngươi hết lòng? Chúng ta chống lại Thiên Chúa, đấng lúc nào cũng làm điều tốt lành cho chúng ta. Chúng ta làm hài lòng ma quỷ, kẻ đã tìm mọi cách để hại chúng ta. Thật là điên. Đó có phải là điên khi chính mình tự chọn làm nô lệ hỏa ngục bằng cách kết thân với ma quỷ, trong khi chúng ta có thể cảm nếm được sự vui sướng của thiên đàng ngay ở đời này bằng cách kết hợp với Thiên Chúa qua tình yêu không? Người ta không thể hiểu được sự điên rồ này, cũng không thể nào khóc thương cho đủ. Các tội nhân thật đáng thương hại, vì như thế họ không thể nào đợi đến lúc mình bị buộc tội mà tự kết án mình sống trong thế giới của ma quỷ trước. Ngay ở đời này, người ta thường nếm trước một phần nào của thiên đàng, luyện ngục hay hỏa ngục. Luyện ngục ở trong các linh hồn không chết đi cho chính mình, hỏa ngục ở trong các linh hồn vô đạo, thiên đàng ở trong các linh hồn thánh thiện luôn kết hiệp mật thiết với Chúa. Người sống trong tội lỗi thường sống theo thói quen như những thú vật, loại sinh vật không có lý trí, không hiểu biết gì ngoài bản năng ham muốn của nó. Vì thế, người nào sống như súc vật thì mất hết lý trí và bị xu hướng xác thịt điều khiển. Kẻ đó chỉ thích những lạc thú như ăn uống, dâm ô, thích những chuyện vô nghĩa của thế gian, những chuyện phù vân. Cha tội nghiệp cho những kẻ bất hạnh này, những kẻ chạy theo đam mê trần tục. Họ đánh đổi rất nhiều để được một chút lợi lộc. Họ đánh đổi sự sống đời đời để được của cải phù du. Thật đáng buồn biết bao khi một linh hồn ở trong tình trạng tội lỗi. Họ có thể chết trong tình trạng đó. Thậm chí bây giờ, bất cứ việc lành nào họ làm đều không có công nghiệp trước mặt Chúa. Đó là lý do tại sao ma quỷ rất thích khi một linh hồn sống trong tội và ở lại mãi trong đó.
Khi chúng ta ở trong tình trạng tội lỗi, linh hồn chúng ta trở nên bệnh tật, thối nát và đáng khinh. Có điều gì thích thú trong tội? Chẳng có gì hết. Chúng ta chỉ có những cơn ác mộng là ma quỷ đến bắt chúng ta đi, hay là thấy mình bị té xuống vực thẳm từ trên ngọn núi cao. Hãy chạy đến với Chúa, đến với bí tích hòa giải, và chúng ta sẽ ngủ ngon như một trẻ thơ. Chúng ta sẽ vui mừng thức dậy trong đêm tối để cầu nguyện với Thiên Chúa. Môi miệng chúng ta chỉ toàn lời cảm tạ. Chúng ta sẽ bay thẳng về thiên đàng, giống như con chim đại bàng bay vào không gian vậy. Tội lỗi thoái hóa con người biết bao. Cả đến các thiên thần được tạo nên để yêu mến Thiên Chúa cũng bị nó xui khiến trở thành ma quỷ nguyền rủa Thiên Chúa đời đời. Nếu như Adam, tổ tông chúng ta đã không phạm tội, và nếu chúng ta không phạm tội, mỗi ngày thì chúng ta được hạnh phúc biết bao. Chúng ta sẽ hạnh phúc như các thánh ở trên thiên đàng. Sẽ không còn người buồn khổ trên thế gian này nữa. Thật ra chính tội lỗi đem lại cho chúng ta tất cả những thiên tai và bất hạnh: chiến tranh, đói kém, dịch hạch, động đất, hỏa hoạn, băng giá, mưa đá, bão tố. Tất cả đều gây đau khổ cho chúng ta. Một linh hồn sống trong tình trạng tội lỗi thì luôn buồn phiền đau khổ. Tất cả những việc họ làm, họ đều thấy buồn bã, chán ghét mọi sự. Trong khi người yêu mến Thiên Chúa lúc nào cũng hạnh phúc và vui mừng. Đối với họ, sống cũng tốt, chết cũng tốt. Cha tin chắc một điều là chúng ta thường sợ chết. Kính tội lỗi đã làm cho chúng ta sợ chết. Kính tội lỗi diễn tả thần chết thật kinh sợ. Kính tội lỗi làm cho người độc ác phải sợ hãi trong giờ sau hết. Kính lý do đó đủ làm cho người ta run sợ, vì biết rằng mình rất đáng ghét trước mặt Chúa. Tại sao phải sợ? Người ta đã làm gì mà khiến cho họ phải đáng ghét trước mặt Chúa? Là bởi vì một lời phỉ báng, vì một suy nghĩ bậy bạ, vì một chai rượu, vì vài phút vui chơi. Chỉ vì vài phút vui hưởng lạc thú mà phải xa lìa Thiên Chúa, đánh mất linh hồn, mất phúc thiên đàng đời đời. Đáng lẽ ra chúng ta vào thẳng thiên đàng giống như cha mẹ, anh chị em, hàng xóm, những người đã sống nơi đây với chúng ta. Nhưng chúng ta đã không bắt chước họ mà lao mình xuống hỏa ngục, chịu thiêu đốt đời đời. Ma quỷ sẽ hành hạ chúng ta rất là tàn ác. Tất cả ma quỷ đã xúi dục chúng ta phạm tội ở thế gian sẽ đến hành hạ chúng ta. Nếu thấy một người đang xếp một đống củi lớn, các con hỏi người ấy đang làm gì? Người ấy trả lời: tôi đang chuẩn bị củi, lửa để tự thiêu. Lúc đó các con nghĩ sao? Và nếu các con thấy cũng người đó đốt lửa lên rồi nhảy vào đó, các con sẽ nghĩ gì? Đó là những gì chúng ta đã làm khi chúng ta phạm tội. Không phải Thiên Chúa ném chúng ta vào hỏa ngục, nhưng chính chúng ta tự nhảy mình vào đó bằng chính tội mình đã phạm. Các linh hồn hư mất sẽ nói: tôi đã đánh mất Thiên Chúa, linh hồn tôi và thiên đàng vì tội lỗi của tôi, những tội trọng tôi đã phạm. Họ muốn bay lên cao, nhảy ra khỏi đống lửa, nhưng họ lại rớt xuống. Họ luôn luôn có ước vọng bay lên cao, bởi vì họ được Thiên Chúa tạo dựng, đấng cao cả trên hết muôn loài vật. Cũng giống như một con chim bay trên, đụng trần nhà bị rớt xuống đất.
Sự công thẳng của Thiên Chúa là trần nhà kìm hãm người tội lỗi trong hỏa ngục. Ở đây, Cha không muốn chứng minh về sự hiện hữu của hỏa ngục. Chúa Giê-xu đã nói về hỏa ngục trong vụ ngôn người nghèo khó Lazaro và người giàu có. Chúng ta biết rất rõ về điều này, nhưng chúng ta sống như thể không có nó. Chúng ta bán linh hồn mình chỉ vì một chút tiền bạc, danh lợi, vui thú. Chúng ta trì hoãn việc sám hối cho đến giờ phút sau hết. Nhưng ai dám bảo đảm cho chúng ta sẽ tỉnh táo và mạnh mẽ trong giờ phút kinh hoàng đó, giờ mà các thánh phải rùng mình khiếp sợ, giờ phút mà toàn bộ cơ binh ma quỷ họp nhau tấn công chúng ta lần cuối cùng, để xem đó có phải là giờ phút quyết định không? Có nhiều người đánh mất đức tin và không bao giờ nghĩ tới hỏa ngục cho đến khi thấy mình ở trong đó. Các bí tích đã được thiết lập để giúp cho phần rỗi của họ. Nhưng nếu hỏi họ muốn xưng tội không, họ sẽ trả lời: xưng làm gì? Giữ đạo tại tâm mà. Một số người xúc phạm đến Thiên Chúa từng giây từng phút, lòng họ giống như một hang động của tội lỗi, giống như một miếng thịt hôi thối bị dòi bọ gặm nhấm. Thật vậy, nếu mọi người đều biết suy nghĩ về sự sống đời đời, về tội lỗi, thì họ đã thay đổi cuộc đời từ lâu rồi. Bài thứ 12. Tội lỗi. Tội là một tư tưởng, một lời nói, một hành động chống lại lề luật của Thiên Chúa. Do bởi tội lỗi, chúng ta chống lại Thiên Chúa, coi thường công lý của Chúa, chà đạp các ân lành của Chúa. Khi chối từ làm con cái Thiên Chúa, chúng ta trở nên người hành quyết, người ám sát linh hồn. Chúng ta trở nên con cái ma quỷ, là người sợ hãi thiên đàng, là người ám sát Chúa Giê-xu, là kẻ thù số một của Thiên Chúa. Nếu chịu khó suy gẫm về những tội lỗi chúng ta xúc phạm đến Thiên Chúa, chúng ta đã hiểu ra sự ghê tởm của nó. Chúng ta đã quyết tâm không phạm tội nữa. Nhưng tiếc thay, chúng ta chẳng bao giờ suy nghĩ về điều này. Chúng ta thích sống thoải mái, thích ngủ mê trong tội lỗi. Nếu Thiên Chúa gửi đến cho chúng ta sự day dứt, hối hận, chúng ta lại nhanh chóng dập tắt nó bằng cách nghĩ rằng tôi chẳng làm hại gì đến ai cả, rằng Thiên Chúa tốt lành, người không đưa tôi vào thế giới này để chịu đau khổ. Thật vậy, Thiên Chúa đã không đưa chúng ta vào thế giới này để chịu đau khổ, nhưng để đạt đến ơn cứu rỗi. Người mong muốn chúng ta làm việc hôm nay, ngày mai và sau đó, niềm vui và hạnh phúc vĩnh cửu đang chờ đón chúng ta trên thiên đàng. Nhưng chúng ta vô ơn biết bao. Thiên Chúa kêu mời chúng ta đến với Người. Thiên Chúa mong muốn chúng ta được hạnh phúc đời đời, nhưng chúng ta không nghe lời Người. Như vậy, chúng ta sẽ không được chia sẻ hạnh phúc của Người. Thiên Chúa mong muốn chúng ta yêu mến Người, nhưng chúng ta lại yêu thích ma quỷ. Thiên Chúa ra lệnh cho tất cả các tạo vật với tư cách là đấng tạo hóa. Người bắt gió bão phải vâng phục Người, các thiên thần phải run sợ trước thánh ý Người. Thế mà con người một mình lại dám chống đối Người. Thiên Chúa ngăn cấm chúng ta có những thú vui bất chính, trả thù, bất công. Nhưng chẳng ăn thua gì, chúng ta nhất định sống hưởng thụ. Chúng ta thích bỏ hạnh phúc thiên đàng hơn là bỏ những thú vui chóng qua. Chúng ta không muốn từ bỏ một thói quen xấu
hay thay đổi cuộc sống. Chúng ta là gì mà dám chống lại Thiên Chúa? Chúng ta chỉ là bụi đất, một tạo vật mà Thiên Chúa có thể hủy diệt nó chỉ bằng một cái nhìn của người. Chúng ta coi thường Thiên Chúa bằng chính tội lỗi của mình. Chúng ta tái diễn cuộc khổ nạn và sự chết của người. Chúng ta phạm tội xấu xa giống như người Do Thái đã bằng cách đóng đinh Thiên Chúa trên thập giá. Vì thế, nếu người hỏi những ai mà không vì sự nghèo túng hay vì bắt buộc mà đi làm việc ngày Chúa Nhật rằng: "Ông bà đi làm gì vậy?" Và để trả lời một cách thành thật, họ phải trả lời: "Tôi đi đóng đinh Chúa." Hãy hỏi người lười biếng, tham lam, mất nết, họ làm gì mỗi ngày? Nếu trả lời đúng theo những gì họ làm, họ sẽ nói: "Tôi đang đóng đinh Chúa." Thật là vô ơn khi xúc phạm đến Thiên Chúa, đấng chẳng bao giờ làm gì hại chúng ta. Đó chẳng phải là sự vô ơn tột đỉnh khi xúc phạm đến Thiên Chúa, đấng không làm gì cho chúng ta ngoài những điều tốt lành sao? Chính Thiên Chúa là đấng tạo dựng nên chúng ta và săn sóc chúng ta, người bồng ẩm chúng ta trên tay. Nếu người muốn, người có thể khiến chúng ta trở về bụi đất, là vật dụng mà Thiên Chúa đã dùng để tạo dựng nên chúng ta. Người đã ban tặng cho chúng ta con một của người để cứu chúng ta khỏi ách nô lệ ma quỷ. Chúa Giêsu đã hiến mình đến chết để có thể phục hồi sự sống cho chúng ta. Ngài đã nhận chúng ta làm con cái và không ngừng ban ơn lành trên chúng ta. Với những ơn sủng đó, chúng ta có sử dụng để khiến cho linh hồn, lý trí, sức khỏe, chân tay chúng ta phục vụ Thiên Chúa hay không? Hay có lẽ chúng ta dùng chúng để phạm tội? Thiên Chúa đã ban cho chúng ta đôi mắt để soi sáng, để nhìn về thiên đàng. Nhưng chúng ta dùng nó để nhìn những điều xấu xa, tội lỗi. Thiên Chúa đã ban cho chúng ta cái lưỡi để chúc tụng người và để diễn tả những tư tưởng của chúng ta. Nhưng chúng ta lại dùng nó như một dụng cụ của sự bất công. Chúng ta chửi thề, nói lộng ngôn phạm thượng, nói xấu, vu khống người khác. Chúng ta lạm dụng những ân sủng siêu nhiên. Chúng ta dập tắt ân lành Chúa ban để hoán cải chúng ta. Chúng ta chống lại ân lành của Thiên Thần bản mệnh hằng thúc giục chúng ta. Chúng ta xem thường những tư tưởng tốt lành, bỏ bê lơ là việc cầu nguyện, xa lánh các phép bí tích. Thậm chí đối với lời Chúa, chúng ta đã có thái độ nào? Chúng ta có lắng nghe với lòng khao khát và tin tưởng không? Thật đáng tiếc cho chúng ta. Chúng ta dùng thì giờ Chúa ban để lo cho phần rỗi mà làm mất linh hồn mình. Chúng ta gây chiến với Thiên Chúa bằng những phương tiện người ban cho chúng ta để phục vụ người. Chúng ta dùng những quà tặng của Thiên Chúa ban để chống lại người. Hãy đưa mắt nhìn lên thánh giá mà suy gẫm. Hãy tự nói với mình rằng: "Đây chính là cái giá mà đấng cứu thế phải trả để phục hồi những thiệt hại do tội lỗi tôi đã gây ra cho Thiên Chúa." Thiên Chúa đã xuống thế, trở thành nạn nhân cho tội lỗi chúng ta. Một Thiên Chúa gánh chịu mọi đau khổ vì người đã tự ý mang lấy ách tội lỗi và án phạt của chúng ta. Hãy nhìn lên thánh giá để suy gẫm về hậu quả của tội lỗi gây ra, sự ghê tởm của nó mà chúng ta mang trong mình. Hãy hồi tâm, xét xem những gì chúng ta phải làm để sửa đổi những tội lỗi của mình trong quá khứ. Hãy cầu xin Thiên Chúa nhân từ và hợp ý cùng nhau kêu lên người với lòng tha thiết: "Ôi Thiên Chúa, Chúa đã đến đây chịu đóng đinh vì chúng con.
xin thương xót chúng con. Chúa đã từ trời xuống để sửa chữa, chữa lành linh hồn chúng con khỏi mọi tội lỗi. Hãy cầu xin Chúa làm cho linh hồn chúng ta nên trong sạch bằng cách năng chạy đến tòa cao giải. Xin Chúa làm cho chúng ta hiểu biết rằng tội là tột đỉnh của mọi sự xấu xa. Xin Chúa giúp chúng ta ra sức cố gắng xa tránh mọi nghiệp tội và sửa đổi những tội lỗi chúng ta đã trót phạm, để một ngày nào đó chúng ta cũng đạt tới hạnh phúc của các thần thánh trên thiên đàng.